Em không kiếm được cào cào tươi thường xuyên, cho ăn cào cào đông lạnh có được không anh? Và có vấn đề ảnh hưởng đến chim không anh? Dạ, chả sao cả bác Dũng Lâm, không sao cả bác nhé, bình thường. Anh em mà tao hỏi cho ăn cào cào đông lạnh nhiều mà. Có cách là mình ăn cào cào đông lạnh thì nó không sướng mà cào cào tươi thôi, đúng không ạ? Nhìn nó không hấp dẫn thì không sướng thôi. Quốc Phương Yên Bái kêu không nên cho ăn cào cào đông lạnh, phải loại cào cào tươi mới được. Bác hỏi anh em ngoài Hà Nội xem, ở ngoài Bắc mình là, để nói thiệt ấy, ở ngoài Bắc mình thì ngoài thành phố Hà Nội ra thì người ta vẫn có cào cào tươi, và một số tỉnh thì một số anh em đi bắt cũng có cào cào tươi, nhưng một số nơi ấy là hầu như là cào cào tươi rất khó và người ta không có cào cào tươi để ăn, nhưng mà người ta vẫn cho ăn cào cào đông lạnh, người ta vẫn đi ăn xe máy, vẫn đi ăn giả bình thường, bác Hương Hoàng nhá. Đấy em thật. Mà ngay cả Hà Nội bây giờ vẫn còn nhiều mà. Anh em người ta vẫn cho ăn cào cào đông lạnh mà. Như ông bạn mình, ông Tình Phạm ấy. Đấy, ông Tình Phạm ông ấy ở cái gì? Vĩnh Phúc ấy. Vĩnh Phúc. Vẫn cho ăn cào đông lạnh, vẫn đi đá xe bình thường, vẫn ăn giả bình thường. Có cái là cào cào đông lạnh thì mình ăn nó không có sướng bằng cào cào tươi thôi. Nó không sướng bằng cào cào tươi. Với lại thông thường mà có những con chim mà nó ăn cào cào tươi nó quen rồi ấy, thì con cào cào đông lạnh nó rất là nhát ăn, nó nhát ăn và nó ăn ít hơn. Mấy nhá. Có thằng bạn 100% cho ăn cào cào đông lạnh vẫn nhúp giải suốt. Đúng rồi bác Hoàng Chiến. Cho nên là nhiều ông không biết gì có nói là lầm bậy lầm bạ. Cào cào nào cũng được, có cái là con cào cào đông lạnh thì ăn nó không sướng, phải không ạ? Nhìn nó không có hấp dẫn bằng cái con cào cào tươi. Đúng bác Hoàng Chiến. Em ở nông thôn đây mà vẫn cho ăn đông lạnh. Vâng, ok bác Kiều Đỗ, có nhiều anh em người ta không có thời gian, cho nên người ta phải ăn cào cào đông lạnh, không có thời gian đi bắt. Với lại đôi khi là cái con đường vận chuyển con cào cào tươi về nó cũng khó, cho nên là anh em người ta hay đi ăn, hay mua cào cào đông lạnh về. Thứ nhất là để trữ trong tủ lạnh cho nó tiện hơn, được cái nó tiện. Thi Bểu, chim nết rê cầu với lắc cầu, nếu so kè thì nết nào lợi thế hơn? Em có con rê cầu mà tổng tài chấm nói. Em có con rê cầu mà trọng tài chấm nói nó lết cầu ít cầu hơn chim xung quanh, đành nhận khuyến khích. Cái này thì nó không có một cái câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này bác Thi Bẹo nhá. Kể cả nó có rê cầu hay nó lết cầu thì cái quan trọng nhất vẫn là thần thái và cái thái độ con chim trên giàn bác ạ. Bác nhá. Chứ còn nó rê cầu hay là nó lết cầu thì lúc nó yếu thì nó rê chậm, mà khi nó lết thì cũng cái yếu thì nó lết chậm lại, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất vẫn là thần thái của con chim và tổng số chim trên giàn, mức độ đấu như thế nào thì mới có câu trả lời xác đáng được bác Thi Bẹo nhá. Chứ còn cái con rê cầu mà nó yếu hơn cái con lết cầu thì cũng phải hạ cái con rê cầu, đúng không ạ? Mà cái con lết cầu nó yếu hơn cái con rê cầu thì phải hạ con chim yếu. Cho nên là cái vấn đề lết hay rê đều được cả, quan trọng nhất vẫn là thần thái và thái độ con chim hiện tại khi đang đấu trên giàn bác Thi Bẹo nhá. Và quan trọng nhất là người trọng tài phải nhìn nhận ra cái thái độ của con chim đó trong tổng số chim đang đấu thi đấu bác nhá. Chứ còn vấn đề mà rê hay là lết thì nó đều như nhau cả, quan trọng vẫn là thái độ của con chim đấu. Đấy, thần thái của nó, găm chim thái độ tốt, năng nổ. Chứ còn có rê cầu hay là lết cầu mà thái độ yếu thì cũng không ăn thua bác Thi Bẹo nhá. Em là thế, quan trọng nhất vẫn là thái độ của con chim. Cho nên đối với em nói với tất cả anh em mà không có cái lỗi nào nặng nhất bằng cái lỗi móc con giàn không chơi bác nhá. Anh phân tích rõ hơn về chú chim có nét đấu giàn và chim bộ lực đi anh. Vâng, mình nói rất là nhiều mà bác Tú Khang, em nói rất nhiều mà, để mà những chú chim mà thiên về đấu giàn bắt nguồn từ một chú chim bổi thì các bác phải có 4 tiêu chí, đó là bộ chân, cặp cánh, cái đầu và cái mào. Thì để mà con chim trong 4 tiêu chí đó, đó là những tiêu chí mà để cho chú chim đấu giàn bác Tú Khang nhá. Còn để mà chú chim bộ lực thì các bác phải biết được đó là cặp giò của con chim, nó sẽ quyết định toàn bộ thể lực của con chim các bác nhá. Thứ nhất là về thể lực, thứ hai là hai cái đầu cánh của con chim, hai cái đầu cánh như bả vai á, là nó sẽ quyết định cái thể lực của con chim bác nhá. Anh nghĩ sao về chim hợp chủ khi mấy ông anh em mua chim thi mà toàn ôm bom trong khi chủ cũ cờ suốt? Con chim hợp chủ là em nói thật với bác á, bác Hiếu Mô Tù á.
để nó có chim hợp chủ là phải nói chú chim tơ mọi nhá. Để mà nó có chim hợp chủ ấy là phải nói cho chú chim tơ, thấy chưa? Những con tơ thì nó hay gọi là may thầy hợp chủ đấy. Có nhiều ông cầm trả chơi, có nhiều ông cầm nuôi ngắt cả ngắt nó lại chơi, rồi rất là nhiều nguyên nhân lắm. Đó là chú chim tơ hết mấy cái mô tô nhá. Còn những con chim già rừng ấy, em đảm bảo với các bác mà đúng con chim hay rồi ấy, ví dụ như em nuôi nó chung kết thì các bác nuôi có tệ có dở thì cũng phải là ăn tốt. Đấy là nguyên tắc của con chim bổ già tốt nhất. Còn manh tơ thì nó gọi là hợp thầy may chủ, là nhiều người hiểu được tính nết của nó thì nó chơi, nhiều người nuôi đúng parem của nó thì nó đấu, đưa người khác nó kiểu nó không ưng này kia là nó như đi trả con thế mà. Bác nhá. Nguyên Thành, theo bác thời điểm nào nên bổ sung khoáng, thời điểm nào nên bổ sung vitamin, nhất là lúc nào thời điểm thay lông, với tại sao chim hay đứng rù mặc dù thời tiết ấm? Không, con chim nó đứng rù á là nó có nhiều cái biểu hiện, đôi khi là tính nết của nó cũng có, và đôi khi đó là cái bản chất của con chim cũng có. Nhưng để bổ sung khoáng và vitamin thì bất kể thời gian nào cũng được bác Nguyên Thành nhé. Để bổ sung khoáng và vitamin thì bất kể thời gian nào, miễn là chim đó có tuổi lồng từ 2 năm đổ lên thì các bác nên bổ sung khoáng và vitamin. Đây là chú chim mình nuôi nhốt mà, nó không được như ngoài rừng. Ngoài rừng là nó cần ăn, con chim trời sinh nó ra thì nó sẽ ăn những thứ cần thiết cho cơ thể của nó. Chứ còn mình nuôi nhốt thì nó ăn theo cái kiểu mà mình cho ăn gì nó biết ăn đấy. Cho nên bao giờ nó cũng sẽ thiếu hơn, thiếu chất hơn so với ngoài rừng, bác Nguyên Thanh nhé. Nên là mình phải cần bổ sung bất kỳ giờ nào. Trung Nguyễn, thầy chia sẻ cách dưỡng những con ăn uống gấp 20 lần con khác so sao cho nó đạt. Bác cứ nuôi đều ta bình thường. Còn nó ăn đây là tính nết của con chim và cơ địa của nó cần thiết, bác Trung Nguyễn nhé. Cơ địa cần thiết, bác đừng quan trọng là nó ăn nhiều hay ăn ít. Mà thông thường những con ăn nhiều thì đây là chú chim rất là có tố chất, rất là hay, bác Trung Nguyễn nhé. Cho nên bác đừng có quan trọng vấn đề ăn ít hay ăn nhiều. Khi nào con chim nó đạt lực, đạt lửa, tức khắc nó sẽ hạn chế ăn lại, bác nhé. Bác nuôi nó còn yếu thì nó còn ăn. Chim không ăn mồi tươi đi thi có được không anh? Dạ được chứ, nhưng mà nó không có đủ thể lực để nó chơi bác ạ. Có tiền là đi thi được, nhưng mà chim không mồi tươi thì nó rất khó đủ thể lực để nó chơi. Chim mọc 6 tháng em chưa ra giọng. Ui, mọc 6 tháng mà chưa ra giọng là có vấn đề, bác Kiệt Nguyễn nhá, nó có vấn đề đấy. Thông thường thì nó tầm là 3 tháng hơn là bắt đầu nó ra giọng rồi. Cách nhận biết chim song lông như thế nào bác? Vâng, một chú chim song lông là các bác để ý dưới bố lồng nó không còn cái bụi phấn trắng, là lúc nó song lông, bác Cọc Tuấn nhá.